Đây là khung cảnh của xã Hữu Bằng quý vị các bạn nhé. Xã Hữu Bằng là có truyền thống về nghề mộc, chuyên các đồ nội thất. Ở đây hầu như gia đình nào cũng có một cửa hàng hay là có một xưởng sản xuất đồ gỗ. Đây là những chuyến xe đang chuẩn bị để chở đồ nội thất đi xa. Và đồ nội thất ở Hữu Bằng được xuất khẩu ra rất là nhiều nơi. Và đây là nhà anh Cường. Đây, cửa hàng nha anh Cường này, số điện thoại này. Nhà anh Cường thì cũng có kinh doanh đồ nội thất. Nếu anh em nào muốn giao lưu cây cảnh và kể cả những đồ nội thất thì cứ liên hệ với anh Cường. Đây là khu vực bày bán đồ nội thất của anh Cường. Vườn cây của anh Cường thì để ở trên tầng thượng. Bây giờ mời quý vị các bạn lên tầng thượng để ngắm cây của anh Cường. Thứ hai nữa là không những chúng ta bảo đảm được nguyên tắc không sử dụng vốn nhà nước bơm vào dự án để cứu dự án. Những chuyến xe ra vào tấp nập để chở hàng đi các tỉnh khác này. Và xung quanh đây đều là những xưởng sản xuất đồ nội thất. Do cái đặc trưng của làng nghề nên đất ở đây rất là chật. Anh em chơi cây cảnh đây ít có diện tích để bày những cái cây lớn, mà chủ yếu là những cây nhỏ và cây tầm trung. Và những cây đó thì được bày ở trên tầng thượng. Đây là những cây cảnh của anh Cường cũng được bày ở trên tầng thượng. Trên này thì anh Cường chủ yếu là những cây phôi đang được anh Cường hoàn thiện. Đây là một cây phôi xanh Nam Điền. Anh Cường đang định tạo dáng cái này là trực huyền. Đây cũng là một cây xanh phôi này.
kia là anh Cường đang chỉnh sửa một số cây. Đây là đất làng nghề, đất chật người đông. Mỗi đất đất ở đây là đất vàng. Nên anh em ở đây phải tận dụng mọi cái không gian để kê cây. Đây, chỗ này cũng được anh Cường tận dụng để kê cây này. Bây giờ xuống dưới để xem cái cây ở cái sân dưới của anh Cường. Trên kia là một số cây phôi của anh Cường, quý vị các bạn vừa xem. Và đây là khu vực ở dưới. Không gian cũng rất là chật. Nên anh Cường đã tận dụng để kê một số cây. À, đây là một cây si này. Si búp đỏ. Si búp đỏ này. Xanh này. Đây là một cây xanh ký đá. Cái đá này là đá thấm thủy này. Cây này bông răm cũng làm kỹ đấy chứ nhỉ. Dễ khỏe này, đẹp. Đây cũng là một cây xanh này, ký đá. Đây là cây xanh hai thân. Bông răm cũng được làm rất là kỹ này. Xanh nha, trực huyền. Đây có một cây xanh nữa này. Cây này là xanh Nam Điền đây. Chân bệ cái này cũng được này. Đây là anh Cường, chủ nhà. Chào tất cả quý vị. Lớp học sinh quê. Cái này chân vị quá hay nhỉ. Lâu lắm nữa rồi. Cây là ký đá này. Xoay à, xoay được. Đây, chỗ này thì cây hết được.
quanh cốt. Cái này da của nó cũng đẹp nhỉ. Ôm chặt cái hòn đá này. Cái này cũng rất là già cây rồi. Thế là ôm đá thì nhỏ. Cái này là ôm đá thực sự nhỉ. Bây giờ nhiều cây họ gài đá. Mới họ gài. Cái là ôm đá từ nhỏ. Bóng của nó này. Cái này thân ngược làm côn cây. Cây hay thân này cũng đẹp. Chân bể đẹp. Chiều này đẹp. Chiều này chân vệ còn đẹp hơn. Cái này xanh quê nhưng nhìn hay nhỉ. Tâm thế đẹp lắm, chuẩn thế giới. Cái cò lắc này hay. Cò lắc ăn sâu đấy. Trên này còn cái ốc phôi ba thân hay này. Trèo lên cái ghế này mình quay được này. Đây, đây được rồi. Ở nơi đất chật người đông, anh em phải tận dụng mọi cái khoảng trống để bày cây. Đây là cây phôi xanh Nam Điền, ba thân.